Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang ở thú phú của Vái Thiều, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang các bạn ơi. Thì như trong clip trước khi mà đi chợ Vái Thiều mình có nói á, thì sau khi tham quan cái chợ Vái Thiều nổi tiếng ở Lục Ngạn thì mình sẽ đi vào vườn. Thì hôm nay mình đã vào được một cái vườn của một người dân cũng trồng khá là nhiều ở Lục Ngạn này. Nhưng mà phải nói thật với các bạn là rất là buồn khi mà bây giờ đã cuối mùa vải rồi, nên vải nó không còn nhiều nữa. Thì bây giờ cũng mong là các bạn thông cảm cho mình. Còn cái gì mình tham quan cái đó nhé các bạn. Tại vì mình đi từ Sài Gòn ra đây và mình ấp ủ cái việc mà đi lên vườn vải thiều ở Lục Ngạn này cũng khá nhiều năm rồi các bạn. Lần này thì cũng nhân tiện nhiều việc mình mới đi ra được. Ở đây là cái vườn nhãn này, vải thiều phía trên đấy. Nhãn thì khoảng một tháng là mới thu hoạch các bạn ạ. Đây, cái này là cây này thu hoạch hết rồi, chỉ còn mấy cái trái nó sót lại. Đây, các bạn thấy mấy trái đỏ 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 đó. Đây, cái này là thu hoạch hết nhé bạn. Những cái quả này là gọi là quả sót, quả rơi, quả vãi thôi. Người ta đã thu hoạch chính vụ gần một tháng qua rồi. Vườn nhà mình đẹp quá. Ở đây là người ta trồng trên đồi các bạn ạ. Nên là cứ đi lên này. Làm cũng rất là vất vả. Mình đi không này là thở không ra hơi rồi. Trên này là chưa hái hết hả anh? May quá. Em chỉ sợ là hết vườn nên tại vì xem trên hình nó đẹp quá. Mà cũng rất nhiều cô chú anh chị, đặc biệt là ở nước ngoài á, rất muốn xem. Đợt này thì hy vọng là với clip này thì các anh chị ở nước ngoài sẽ vui khi mà nhìn tham quan cùng mình. Thở. Các bạn nhìn cao lắm. Như đi lên núi vậy á. Ồ. Cây nào nó thấp thấp đấy nhìn. Ôi. Các bạn ơi. Quá đẹp luôn. Ý là về chưa ấy nha, về là không tay. Năm nay anh bảo là mất mùa hả anh? Đây này các bạn này. Nhưng mà nhà mình là không có làm ra từ thân cây hả anh? Ít. Ở Bắc Giang này mình chia sẻ với các bạn là có một chú. Chú là giống như phù thủy vải thiều ở đây. Là chú Hành. Thì chú làm vải thiều nó sẽ ra từ cái này này. Như ra như trái sung vậy. Nhưng mà ở đây thì vườn này là ra từ ngọn. Thơm quá, mọi người cái trái này. Đẹp quá. Trời ơi. Ồ, các bạn nhìn này. Trời. Cái màu nó rất là đẹp các bạn ạ. Ôi em cho anh thấy một cái chùm này tuyệt vời luôn này. Ờ. Này là đến ngày thu hoạch rồi nha. Đi lên theo đi chủ này. À. Các bạn chịu khó đi theo mình nha. Dạ. Anh chủ vườn đâu rồi? Lạc rồi các bạn ơi. Dạ đây đây. Đây đây em đang đi lại. Này trồng trên đồi. Ở đây người ta cũng làm như ruộng bậc thang á các bạn ạ. Tức là từng bậc cái này này. Đây, đây là một bậc. Xong phía dưới là một bậc. Và người ta làm toàn bộ quả đồi như vậy. Ôi. Nhiều quá. Đây đây. Đây chỗ anh đang chụp hình như này. Dạ, để em chụp cái chùm này quay cho bạn xem thử. Ồ. Các bạn nhìn cái chùm vải này. Mà nó làm giống như là muốn gãy cành này luôn này các bạn này. Đây. Ồ, các bạn ơi. Các bạn nhìn có thấy thèm không các bạn? Trời ơi này. Chứ đưa cành trúc la đà. Giấy mọc á. Đẹp ha. Ôi, thơm quá trời luôn. Thơm đúng không? À mình được biết là vải ở đây trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp. Global Gáp. Nó còn cao hơn Việt Gáp hay sao các bạn ạ? Theo mình nhớ là vậy. Đi mình sang đây thăm anh chủ vườn bên này đi. Đây này. Vườn nhà mình tới đây là hết chưa anh? 2 ngày nữa chúng để hết rồi. 2 ngày nữa là hết toàn bộ vườn luôn. Mấy hôm nó nắng nó thối nó bị cháy. À,
Nhiều người chưa hiểu lắm là tại sao nắng nó lại hư trái vải anh. Cháy này này. À đây này. Cháy này này, bây giờ nó hư này. Hôm đây qua đây. Nó còn đẹp lắm đấy, đây này. Bây giờ nó cháy hết cái vỏ nó, là cái quả đấy là người ta mua người ta không lấy nữa. Tức là vỏ nó phải đẹp cơ người ta mới lấy. Đấy, nó phải nguyên quả đây đẹp này. Như thế này. Dạ. Thế còn những cái cháy này là đây mình, này, đây người ta loại ra mình phải bán rẻ, bán hàng sấy, bán hàng sấy, bán hàng tươi, là một cái trái nó phải đây để mình cho các bạn xem. Một cái trái nó phải như thế này này, đây nó không có được thâm như thế này, không được thâm như thế này. Mà năm nay cái việc mà trái thâm nó bị nhiều năm ngoái hả anh? Năm nay là nhiệt độ khắc nghiệt, nó nắng kéo dài quá, hàng chục hôm nay rồi năm nay. Tức là nó kiệt cái cây ở trong gần ngày thu hoạch thì nó nắng quá. Bây giờ cái quả chín rồi, nó cái đề kháng của nó yếu đi, vì cái vỏ nó chỉ có nhiệt độ cao quá nó cháy. Những cây này thì nó khoảng bao nhiêu năm tuổi vậy anh? Tầm từ năm 95. 95 tới giờ. Ừ. Mình trồng khoảng bao nhiêu lâu thì mình mới bắt đầu được thu trái từ cây này? Cây này tầm 4 năm trở ra là được thu. Thế là 4 năm đầu là không có thu nhập. Ừ. Từ 4 năm trở ra mình bắt đầu là thu mỗi cây vài cân. Dạ. Rồi bắt đầu bắt quả dần rồi. Mà cực cái là ở đây là người dân mình làm trên đồi. Đấy. Phân bón rồi nước, mọi thứ mình phải đưa từ dưới lên. Đấy, khoan giếng xong rồi máy bơm lên. Dạ. Hệ thống máy bơm cũng tưới khắp vườn lên mà. Năm nay thì với cái việc mà vải nó bị thất thu như vậy thì có hề vốn không, hay lỗ hay lãi như nào anh? Cũng không lỗ, không lỗ thì cũng lãi ít thôi. Lãi ít. Nó không được, bởi vì giá cả thì cũng không phải thấp nhưng mà cũng được. Dạ. Cũng nhận được nhưng mà chỉ cái là nó càng nắng cháy nhiều. Nắng nhiều quá thì cháy. Cái sản lượng nó kém đi. Hao hụt. Cái số lượng mà vải thiều gọi là đạt chuẩn đó, nó không có nhiều. Thì giá nó sẽ thấp các bạn. Đây này. Rất đẹp luôn nhưng mà cuối cùng nó cháy phát lên này. Đây này. Cái này là tại vườn là bao nhiêu một ký anh? Em xin một trái này nha. Ừ, ăn đi, cứ ăn. Cứ ăn thoải mái, cứ ăn thoải mái. Để cho mọi người thấy được cái chất lượng vải ở đây nó như thế nào. Nhiều bạn sẽ nói là sao vào vườn mà ăn linh tinh, nhưng mà thực ra đây là không đáng kể đúng không anh? Cứ ăn rất nhiều. Vào vườn ăn thoải mái cũng sao đâu. Dạ. Hy vọng rằng dịp này tụi mình đi trễ nên là vải nó cũng không được nhiều. Hy vọng rằng qua clip này thì mọi người nót lại và năm sau mọi người đi sớm hơn và đi tới đây mua tại vườn, tham quan vườn đúng luôn. Rồi. Mình dự định á, là mình tự hứa với mình á, là năm sau mình sẽ trở lại Lục Ngạn để đúng vào cái chính vụ á, thì các bạn sẽ thấy là cái mùa vải nó cực kỳ đẹp như thế nào và người dân ở đây vất vả như thế nào. Năm nay thì gần xong hết rồi, nhưng mà gần xong vụ thì mình có cảm thấy là nhẹ người chưa anh? Vì còn 2-3 ngày nữa thì mới xong được. Dạ. Vất vả lắm, nói chung là dậy từ 2 giờ đêm ấy. Thu hoạch đêm sáng thì bán. Dậy từ 2 giờ đêm mới sáng mới kịp đi bán. Dạ. Nhưng mà bán mình lại ra đó, em hay dùng cái từ gọi là phải cân não với thương lái nữa. Trả giá rồi chạy qua chạy lại chỗ này chỗ kia. Phải chạy đi dạo để xem điểm nào nó được giá mới bán. Đấy. Không phải bởi, vất vả lắm, tức là làm mà được trái vải rồi xong là phải tính toán làm sao bán cho nó được giá nữa. Đấy. Cái này tưới sao trời? Mình đang tưới là mình kéo dây lên hả? Cái vòi bơm vòi. Dạ. Cái vòi chôn nó ống cứng lên đây ở trong lấy cái vòi bóp phun. Nhà mình là con cái học hành xong hết chưa anh? Đang thằng đang đại học sư phạm tiếng Trung. À đại học còn sư phạm. Đứa thì học lớp 12. Dạ. Còn đứa thứ ba nữa thì học lớp 7. À túm lại là anh đang phải nuôi 3. Hai con đóng học phí đó. Còn một con học sư phạm thì có thể là không mất học phí ha. Vẫn học phí chứ. À sư phạm tiếng Trung là mà. Thế là nuôi ba con ăn học là trông cậy vào cả cái vườn vải thiều này. Thế rồi. Mà một năm mình chỉ thu hoạch trong vòng một tháng thôi. Còn những tháng còn lại thì mình lấy cái chi phí nào để mình sinh hoạt mình làm? Gia đình vợ vẫn đi làm công ty, vẫn phải thu nhập thêm công Tức ty. Là mình đắp đổi qua lại lấy cái chi phí đi làm công ty để đắp vào cái vườn vải thiều này. Thì anh thì ở nhà làm vườn. Dạ. Mọi người hai vợ chồng mỗi người làm một mảng. Dạ. Có, nhưng mà có khi nào cảm thấy gọi là áp lực quá, mệt quá, làm vải thiều là khổ quá không? Mệt là mệt rồi, năm lúc rồi thương lái nó trừ nhiều, năm lúc nó ép giá. Cũng dồn dập cái vụ nó như bây giờ nó cháy này thì cùng nhau dồn ra ấy. Thì nó biết dân mình phải bán nên tâm lý ép giá mình mới
khổ vậy á. Vất vả. Mọi người mệt nhọc, nói chung ai cũng vậy thôi, nhưng vào vụ vải thì cả ai cũng phải bị tâm lý rồi. Giống như sáng nay em đi chợ mà một cái chú đó vải rất là đẹp nha. Chú đầu 17 ngàn mà thương lái cứ mặc cả phải 16 thôi, thấy mình nói đúng là người dân mình vất vả nhiều cái, nhưng mà tới lúc bán ra nó cũng không phải là chuyện đơn giản. Có cô mà cô đó thì nó nhiều loại quả đẹp thì nó lại đẹp giá. Dạ. Nó nhiều loại giá lắm. Dạ, ra nhìn mấy cô chú đi bán nhiều khi cũng thấy thương lắm, thực sự là thấy mình cái xe vải bao nhiêu công sức vậy, nhiều cô là buồn lắm, là nằm gục trên xe luôn, cứ gục này này. Chờ bán. Cái loại nó xấu thì nó giá khác, như loại này. Như này là loại này là xấu đấy anh. Đẹp của hàng tàu luôn ấy. À đây là đẹp. Bán hàng tàu luôn. Loại này. Tức là bán cái trái vải cái da nó đều. Ở đây là mình bán bao nhiêu anh ha? Đấy, còn cái loại sấy thì nó chàm thì mới là sấy. Là hàng này là bao nhiêu ạ? Cái này là loại này là 35 à. 35 ngàn. Đây chắc nhờ anh lên trên cái vườn cái phía trên này là đẹp lắm này, để lên nói chuyện cho các bạn xem đi. Đấy. Các bạn thấy là cái đường đi lên hơi khó nha. Ui. À đi đường khác đi. Đi 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 này này. À anh có làm cái bậc cái này. Cũng có đường đi đó các bạn. Đây. Đây để đi sang phía bên này cho các bạn xem. Tới đây là hết vườn nhà mình rồi đúng không anh? Tới cái hàng rào này. Trời ơi vải kìa. Con ở trên nhà ở ngoài ruộng kìa. Nó đẹp như này, toàn là hàng tàu này, tàu loại 1 ấy. Loại 1 đấy ha. Ừ. Cái dự kiến cái số lượng mình thu hoạch á, còn nó còn, khoảng vài còn, tấn không? Chắc còn hơn tấn thôi. Hơn tấn. Nhà mình toàn chơi hàng tàu hết rồi, toàn bán hàng tàu hết rồi. À, nhiều bạn nghe hàng tàu thì có thể là không hiểu, nhưng mà tức là hàng cái hàng đi Trung Quốc là cái hàng xuất khẩu, đấy, là chất lượng nó, chất lượng. Mẫu mã nó đẹp. Đấy, là đi Trung Quốc. Loại 1 nó mới đắt. Thì là giá nó cao. Đấy, các bạn nhìn này. Nó mới giá cao. Ôi. Có 10 quả như 10 quả. 10 quả như 1 đấy. Thì bây giờ em xin phép là em tự hái cái này xong em mua luôn cho anh được không? Đúng. Giá bao nhiêu em cũng mua hết ạ. Hôm nay em tới đây coi như là ủng hộ người dân mình. Ừ. Thế là bạn Diễm với anh chắc nhờ hai anh hái luôn đi. Đây có hai anh tài xế các bạn ạ. Đợt này mình đi ra đây thì có nhờ hai anh tài xế chở đi các tỉnh các bạn ơi. Đây. Đây các bạn này. Nhưng mà mình này phải có kéo cắt hay sao anh? Bẻ được không anh? Bẻ. Cứ bẻ đi. Chắc là bẻ rồi xong nhờ hai anh mang xuống này. Đây. Bẻ luôn này. Là cứ bẻ như này thôi đúng không anh? Bẻ này xong vật lá xong. À, các bạn là nếu như mà chưa hiểu thì có thể mình giải thích thêm là thu hoạch thì cứ bẻ như này, bẻ vừa phải thôi. Sau đó là sẽ cắt tỉa cành bẻ, sau khi xong vụ. Bẻ xong buộc chúng cho mình cắt. Mình lấy ngắn thôi. Dạ. Cắt cái cuống đi. Dạ. Lấy quả. Thế là cứ vừa xong cứ bẻ xong tí bảo anh, các em nó lên nó bó hộ cho. Dạ. Bó rất đẹp luôn. Dạ dạ. Để xong mới cắt cái đầu cuống đi. Chắc là bây giờ mình quanh quanh đây mình hái được cái nào mình hái hết đi. Ừ, em mua ủng hộ anh luôn. Cứ thích bao nhiêu tại vườn như này nó khoảng bao nhiêu anh? Tại vườn này khoảng bao nhiêu một cân này? 35 đấy anh. 35 nghìn một ký. Dạ, hàng chuẩn đấy các bạn. Luôn đấy. Được ăn tại vườn như là thích lắm rồi. Và quan trọng nhất là mình tạo thêm một cái động lực nhỏ xíu thôi cho các anh nông dân. Anh ở đây em thấy là hình như là mình là người dân tộc anh nhỉ? Ừ, anh muốn anh là dân tộc Sán Diều. Sán Diều đúng không anh? Là người Sán Diều Bắc Giang. Ở đây chắc là chủ yếu là người Sán Diều làm vải thiều hay nhỉ? Người Đất Sơn này thì cũng có 4-5 thôn dân tộc Sán Diều. Dạ. Chùm này chắc khoảng ký anh nhỉ? Đấy. 35.000 đây các bạn này. Ăn như này, các bạn biết là vừa rồi mình thấy bên Nhật đó, người Việt mình mua là 200 mấy chục ngàn được có mấy trái à. Tại qua đấy. Tới Nhật là bao nhiêu công đoạn rồi. Ừ. Mà muốn mua nữa cũng không được nữa. 100 mấy được mỗi 9 cái. Ở vườn đây thì ăn không hết. Thậm chí là có khi là trái sơ hư, nó bị thâm là bỏ đó các bạn. Trời, cảm giác mình hái tại vườn thích lắm. Thích đúng không bạn Diễm? Thích chùm là đẹp rồi hả? Dạ, dạ. À, hiện tại là anh hái là còn khoảng 3 hàng nữa anh nhỉ? Ừ, 3-4 hàng gì đấy. 3-4 hàng nữa. Đây này các bạn này, đây 1 hàng, 2 hàng, 3 hàng. Đây đây này. Ôi đẹp quá. Anh hành vào có con biết con đoàn nào mai đến thì không biết. Mai còn đoàn tới thăm nữa hả anh? Thế bảo là mua mấy chục cân ấy. Mua mấy chục cân. Thế sao mày không đi nữa? Ờ mình có cái gì kéo xuống anh, nếu mà lấy nhiều nhiều á. Thì mình cứ vít thế này xuống. Không, ý là mang vải xuống á. À.
Tí bè xong tí anh lên lấy xe rùa du. À rồi vâng. Xe rùa anh. Thế thì anh cứ cho em 5-70 kg hay một tạ thì cũng được, em vừa ủng hộ anh. Bạn Diễm đang thấy mình mua nhiều quá là bạn Diễm sợ ăn không hết, nhưng mà thực ra là mình mua tặng cho bà con ở quê nữa các bạn ạ. Qua có đoàn Hà Nội cũng đến đây mua mà. Dạ, Hà Nội vào đây mua nhiều đúng không anh? Anh hái nhìn đẹp ghê. Đây này. Người ta biết hái mà, bạn Diễm để một đống này này. Đây này. Cái này để cầm lên cho mọi người xem này. Đấy. À, em nghĩ mà kết hợp được với du lịch tham quan vườn thì hay quá anh ạ. Mình tăng thêm chi phí, ví dụ như là mình dành một số cây nào đó cho khách vào tham quan để ăn á. À. Mình bán vé rồi mình bán vải. Năm nay không thể để được. Năm nay nhiệt độ cao này nó cháy 1-2 ngày nó cháy hết cả vườn luôn. Trời. Không muốn cũng muốn để anh em tham quan du lịch để anh bán cho anh em nó vừa đến chơi vừa được việc ấy, nhưng mà nhiệt độ cao quá không để được. Tức là do thời tiết đấy các bạn. Thời tiết nhiệt độ cao quá. Đấy. Đây mới cách đây 2 ngày quả vẫn đẹp nguyên. 2 ngày tới sau này nó cháy. Tại vì cái mùa nắng ngoài Bắc này nó khắc nghiệt lắm. Khắc nghiệt 38-39 độ là cháy rồi. Tầm 35 độ trở xuống là còn được. Đấy, cái vẻ này nó chỉ chịu được nhiệt độ với thực ra 35 độ C trở xuống thôi. Dạ, thực ra nó cháy nhưng mà bên trong nó vẫn ngon, tức vẫn là ngon. Cái vỏ nó thâm thôi. Thế thôi. Nó không đẹp má thôi. Nó không đẹp má. Đây. Đẹp má. Đây để bạn Diễm bóc thử. À, đây chắc em nhờ anh bóc thử. Bình thường luôn. Đây các bạn thấy này. Nhưng mà cái là đây. Nó thâm nha các bạn. Người ta buôn là nó lấy mã nó lấy mã mới để nó trở xa ấy. Đấy. Này nó có trái vải cực kỳ đẹp luôn nhưng mà nó lại bị thâm ở đây này. Nhưng mà bên trong thì hoàn toàn bình thường. Vẫn bình thường không sao. Cái này thì để mà vận chuyển đi xa này hay là bán ở những nơi sang á thì nó không mẫu mã nó không đẹp. Không đẹp là mất giá. Dạ. À, tâm lý người dân thì chưa biết ruột ngon hay không, mình thấy vỏ không đẹp cái là không mua. Đấy. Đây. Đặc biệt là nãy giờ Diễm hái tại đây thì là có một cái là không bị hư trong cái chỗ trong đây này. Các bạn mà ăn vải thiều cũ là cái này nó hay bị hư rồi này, nó thâm lại này. Còn vải thiều mới này các bạn nhìn thấy này, nó đẹp lắm. Nó long lanh luôn á. Bây giờ nó hư đấy là nó chín kỹ quá nó bị ấy. Dạ. Nó bị thâm. Ngon quá à. Phải nói là mình ăn vải thiều này, rồi nhiều người khác ăn vải thiều rồi nhưng mà chính anh nông dân ăn quả vải thiều vẫn thấy là anh ăn ngon nhất. Mình trân trọng cái sức lao động của mình đúng không anh? Lúc nãy các bạn để ý kỹ là các bạn sẽ thấy anh ăn trái vải thiều đó, rất là ngon luôn. Mình nhìn cái miệng anh ăn là thấy đã rồi. Đây. Mình biết thưởng thức cái quả vải. Đúng rồi, biết thưởng thức cái quả vải là chính xác luôn đấy. Chắc là em nhờ anh ăn một quả nữa cho các bạn xem. Đây các bạn nhìn nha. Anh ăn rất là hay nha. Bạn Diễm thì đây nè, bỏ nguyên trái vào miệng này nè. Đấy. Đây để cho đây quả này là có đẹp không anh? Vẫn đẹp đấy. Đây đó nó thâm nhưng bên trong không sao đấy. Này. Thôi đừng quay máy anh. Anh ngại đúng không? Đấy. 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 Anh thấy rất sốt ruột, cứ quả này anh bỏ đi phí thì anh cứ phải ăn cái nó no thôi. Ăn no thôi. Tại vì là những quả mà nó mà vỏ nó xám nhiều quá là anh bỏ luôn đấy. Ăn cũng không hết mà bán cũng không ai mua. Đấy. Mà thực ra là nó có sao đâu. Bán quả dụng. Bán quả dụng đi sấy. À. Thì nó mua 7-8 nghìn. 7-8 nghìn. Mình bán thế nó thiệt. Nó thiệt. Nhưng mà đỡ phải lãng phí, đỡ phải vứt đi, gọi là mình vẫn tận dụng được. À. Đó là cái quả nó bị cháy này. À dạ, thôi mình sang bên này mình hái tiếp đi. À đây này có cái chùm này đẹp này anh này. Đây, hái luôn cái này đi. Đây. Ôi bạn Điếm ơi. Đây này. Nhưng mà tí... Ê da. Đây. Anh ơi. Đang được cơm rồi, anh em xuống ăn cơm trong mấy ấy. Anh đang bảo nhà nấu cơm các bạn, nhưng mà bọn em tới thăm vườn này là vui lắm rồi. Đây, ở đây hái được bao nhiêu là em lấy bấy nhiêu à? Anh cứ yên tâm. Lấy ít thôi gì? Dạ. Vài chục ký hay 30-40 kg thì tùy anh hái à? Thực ra là tham quan này quay rồi hái cho các bạn xem chứ cũng không có hái nhiều, hái lâu đâu các bạn ơi. Bây giờ là qua cái giờ hái vải rồi. Giờ đây còn ai làm việc nữa. Giờ này là nghỉ ăn trưa đúng không anh? Đang chuẩn bị nghỉ ăn nhưng mà cứ bẻ. Đâu bạn Diễm giờ đây đẹp quá. Ôi. Em cầm cho. Chứ còn nặng không bạn Diễm? Nặng. Đây này, còn cái này là hái hết đi anh này, em lấy nó cũng bị cháy này. Hôm qua có mấy đứa bạn của con nhà anh Hành ấy. Dạ. Ở Hà Nội về
còn chụp ảnh ngắm cảnh các thứ đẹp long lanh hôm qua luôn. Dạ. Đến hôm nay, hôm nay là nó bớt rồi, nó đã tối hôm qua, hôm đã ngày chiều hôm qua nó cháy kia, nó đã mất mã. À, ý anh đang nói là về cái màu đó các bạn, chiều qua cái màu nó đẹp hơn. Ừ. Hôm nay này, hôm nay nó bắt đầu có cái màu xám của những cái đoạn thâm thâm ấy, còn hôm qua nó đỏ rực đi. Cây vải đấy đẹp quá, nó thấp thấp vừa vừa tầm với mình. Trước kia anh san bằng tay hết đấy. Tức là những cái này anh làm bằng tay hết? Làm bằng tay hết đấy. Trong vòng 4 năm đầu tiên. Đấy, mấy năm san coi như còn làm bằng cuốc xẻng. Cuốc xẻng này kia. Lao động tay hết các bạn, mà bạt nguyên cả quả đồi để thành cái rừng vải. Đấy, trước kia bây giờ về mãi về sau về đây họ mới thuê được mấy cẩu này mới móc được chứ. Trước kia trước làm gì có máy. Đấy, trước kia anh em toàn làm bằng tay cuốc xẻng. Dạ. Cái vải thiều ở đây có những vườn là 30-40 năm các bạn ạ, và thời đó thì máy móc rất là hiếm nên là phải làm bằng tay hết. Đây, các bạn nhìn thấy là nãy giờ mình hái được bao nhiêu đây. Cứ đủ một xe rùa để đẩy xuống luôn anh ơi. Dạ. Mình mua ủng hộ anh luôn các bạn ạ. À, rồi mình về mình làm quà cho bà con ở quê mình. Họ cũng rất là thích. Tại vì cái này hái tại vườn luôn. Anh đi xuống lấy xe rùa hay sao ạ? Con chưa được bao nhiêu. À dạ. Anh cứ hái đi. Dạ dạ. Tại em thấy anh đi xuống á. Hái chỗ nào nó thấp nó dễ hái. Đây này. Những cái trái này nhiều khi mình không hái đâu anh. Nó có 1-2 trái này này. Để cho chim ăn thôi. Mệt thật đấy. Nhiều lắm các bạn ạ. Hôm qua nó chưa cháy, bẻ một cây cho mấy đứa anh em ở Hà Nội bẻ một cây thôi. Dạ. Nó được 80 mấy ký rồi. Một cây là 80 mấy ký rồi. Ừ, ngon nhẹ luôn, một cây tròn vẹn đẹp. Nhưng mà hôm nay là nó nắng cháy nên nó qua một ngày hôm qua nó cháy nhiều nữa. Đấy. Ôi đây này các bạn nhìn này. Đẹp luôn. À, hơi tiếc một xíu là cái mùa vải thiều nó cũng diễn ra rất là nhanh các bạn ạ. Nên là đôi khi mình muốn đi tham quan mình hơi trễ một xíu là hết mùa rồi. Trong vòng một tháng là hết rồi các bạn ạ. Như mọi năm nó kéo dài lắm, năm nay là thời tiết khắc nghiệt. À, mọi năm nó kéo dài khoảng 2 tháng mày. Đấy, kéo dài thu nó không bị hư quả, nó không bị hư trái, năm nay là nó nhiệt độ cao. Những cái cao cao trên kia là mình phải bắc thang hả anh? Trèo lên. Trèo lên luôn. Trèo lên trong mấy vít xuống. Còn là bây giờ muộn rồi thì anh em muốn hái cái này cho nó gần. Cho nó nhanh nó được. Dạ. Việc. Muốn bẻ một gọn một cây thì nó phải thông thả, có thời gian mới bẻ. Từ từ bẻ, bẻ từ 2 giờ sáng đấy. Ừ. Là đội đèn pin lên đầu anh. Đèn pin sáng đây nó để 7-8 tạ rồi. À. Ồ đây này. Ồ cái chụp này nó bị hư nhiều quá các bạn ơi. Đây mình bẻ luôn chụp này đi anh này. Xíu nó tụt xuống dưới. Đây là có chụp, ồ nó hư hết rồi này. Phí chưa? Covid đâm ra nó là ảnh hưởng tới cái nông sản mình xuất khẩu nó kém. Ảnh hưởng tới cái thu mua của Trung Quốc. Dạ. Giao dịch với Việt Nam là nó ngừng trệ. Thấy người dân mình làm vất vả quá anh ạ. Năm ngoái phải cái vải thiều Lục Ngạn là nổi tiếng khắp Việt Nam mình. Nhưng mà mình về đây thì thấy người dân mình buôn bán nó còn vất vả lắm các bạn ơi. Làm ra trái vải đã cực rồi. Mà bán lại còn kiểu phải tự đi ngã giá rồi tự thương lượng này kia. Kỳ kèo từng đồng một để mình mong là mình có thêm một chút lời á. Con bọ xít hả anh? Rồi. Quá trời rồi. Chắc còn cây kia nó thấp kìa. Đi sang cây đó cũng được. Đây. Hôm nay nó... năm ngoái 40 mấy 50 nghìn một cân. Tại vườn là mình đi bán ở chợ là 40 mấy 50 nghìn. Cũng đi bán ở năm nay có cao nhất em nghĩ chắc 25. Ba mấy. Ừ. Sáng nay còn thấy có người bán có 10.000 ký. 10.000 nó loại xấu. Xấu lắm rồi đấy. Ừ, không thành đâu. Loại chàm. Là nó chàm nó nhỏ. Hàng sấy hàng bi rồi. Nhưng của món anh lâu lắm không bán cái hàng sấy rồi. Chắc là do vườn đó mình kỹ thuật mình chăm chưa đạt. Đấy.
phải có kỹ thuật chăm nó mới được bán, mới được giá. Ấy da, rớt cái nón. Ok. Các bạn nào mà đang ở xa thì các bạn nhớ là cái lịch vải thiều đi, năm nay là chắc là đi không kịp rồi. Tại vì còn vài ngày nữa là xong hết các bạn ạ. Thì sang năm các bạn lên kế hoạch là vào khoảng tháng giữa tháng 5 tới tháng 6 hay anh. Tháng 5 ta mình nhé. Tới tháng 6 này này là các bạn tới Bắc Giang, tới Lục Ngạn các bạn đi tới vườn, cứ vào tham quan rồi xem các cô chú hái rồi mình mua ủng hộ, mua về làm quà. Cũng khá là vui các bạn. Nói chung là đến trước 2-3 ngày là đã đẹp lắm rồi. Dạ. À, tới trước vụ cũng được. Lúc nó còn xanh xanh vàng vàng á ha. Còn là mấy 2-3 hôm nay nó mới cháy thôi. Dạ. Còn mấy hôm trước đẹp lắm. Đây. Ồ, nắng. Nóng các bạn ạ. Ồ, đây này. Bạn Diễm, bạn Diễm ngồi kia nghỉ. Mới hái được xíu à. Thở rồi. Ôi bọ xít này. Đang nắng nóng này mà bị bọ xít nó đái lên da là đây, tay anh bị bọ xít này. Năm nay là đặc biệt là bọ xít phun, nhưng mà nó không đặc, không chịu nổi với bọ. Không chịu nổi bọ xít. Này bọ xít nhiều lắm. Cứ để anh lấy đủ một xe rùa rồi mình đem lên ô tô mình đi về luôn. Đây này bạn còn nhiều lắm. Đấy các bạn thấy là xung quanh là đồi núi này không à, Lục Ngạn mà. Nên là trồng vải thiều cực kỳ vất vả luôn. Từ bên này mình nhìn sang bên kia là mình thấy cái đồi vải thiều đang trồng đúng không anh? Cây đang nhỏ đó các bạn, chưa có trái đấy. Cực lắm. 4 năm này mới thu hoạch được, bắt đầu thu hoạch được xíu. Khoảng vô khoảng 5, 6, 7 năm là thời điểm là nó ra trái được nhiều anh nhỉ. Ô, nóng vã hết mồ hôi các bạn ơi. Để hồi rồi lấy xe anh lấy xe rùa lên chở. Đây. Mệt anh cứ hái được bao nhiêu là em mua hết rồi. Thế là nó đang chờ. Đang nghỉ này. Anh em nó hộ. Hay là anh em mình mệt. Mạnh ai đấy ôm đi xuống. Ôi đẹp quá các bạn ơi. Chùm vải thiều này. Trời ơi bạn Diễm ơi. Con ha, nhìn cái đã. Đấy. Bây giờ là đang ngồi mình bỏ bớt lá đúng không anh? Biết từ 2 giờ đêm đến bây giờ anh em làm mấy tiếng đồng hồ, bây giờ buồn ngủ nó cùng không đủ sức mà làm, nhiệt độ cao không. Tại vì các bạn thấy làm trên đồi trên núi này mất sức dữ lắm, mà cái nắng ngoài Bắc nó cũng gắt hơn nữa, nó khắc nghiệt. Đây này các bạn thấy này, trái vải đẹp như này, những trái như này là bị gọi là hàng xấu đó các bạn, nhưng mà mình ăn nhanh ăn sớm thì không sao đâu. Đấy, các bạn thấy là theo cái góc nhìn này các bạn thấy là cái độ nghiêng nó về bên này này, nó dốc xuống. Đây đồi người ta làm cơ hết. Nặng lắm ơi, nơi đây chắc phải mấy cái này chắc phải 2 kg á. Hơn. Nặng lắm, quả này nặng. Đấy, anh bỏ hết lá cho mình luôn các bạn ạ. Đến buộc cho nó đẹp ấy. Không có cái cách nào mà mình bán tại vườn luôn được anh. Cứ phải thu hoạch rồi đem ra chợ thương lượng từng thùng một, nó cực quá. Cũng nhưng mà mỗi năm là nó đất thì đăng ký bao tiêu sản phẩm, nhưng mà vừa rồi mất mùa ấy thì nó được ít, nhà có nó không bó để bao tiêu sản phẩm. Dạ. À, tức là vẫn có ký hợp đồng mua hết vườn, nhưng mà do năm nay cái sản lượng nó không đạt. Nó ít, nó không bó chuyến để xuất khẩu ấy. À. Thế là gom không sợ không đủ chuyến cho họ này. Đấy. Thăm vườn để với hợp đồng với dân ấy. Nhưng mà vườn nhà mình đấy chắc là vài chục năm rồi. Thì lúc ấy vải đang chuẩn bị ra hoa, một số tức là cây không ra hoa thì là nó sản lượng ít, là nó không. À, tức là người ta ký hợp đồng từ lúc cây ra hoa. Đây. Người ta mua cả vườn. À, mua cả vườn luôn. Mua cả vườn luôn. Mà ngắm thấy cái hoa mà không đạt là người ta không ký. Đấy, sản lượng nó không đủ. Dạ. Cái số lượng để xuất. Đấy. Đang ký để mua với mình. Đấy, nhà tám nó ở. Các bạn thấy này, anh nãy hái xong, bây giờ anh sẽ bỏ bớt cuống, bớt lá đi. Cho nó bớt cân nặng này cho mình các bạn ạ.
bán cũng rất là thật thà chứ không có phải là để hết cân này cho các bạn đâu. Anh ơi, ví dụ như em đi ngày mai em mới về thì có được không? Hả? Em đi ở đây xong bọn em còn xuống Nam Định thì ngày mai về có được không? Về đây á? Tức là vải mà để trên xe ô tô khoảng 2 ngày có hư không anh? Được. Cái này vừa hái xong mà. Được được. Cái này là sang ngày bữa kia mới ăn đấy. Mình để làm thế này đóng được cái hộp tốt đá vào thì tốt hơn rồi. À, đó trên xe có máy lạnh. Có máy lạnh không? Có gì? Bật máy lạnh 24/24. khi nào xuống xe thì bê xuống. Như nó như tủ lạnh ấy thì là nó giữ được. À. Nó mát, nó không mát vừa đấy, không có độ bằng tủ lạnh được. Ừ, nhưng mà nó mát như thế là nó cũng không héo đâu. Dạ. Hay là mình đóng thùng thôi. Bạn Diễm à. Mệt chứ bạn Diễm? Đừng có đóng thùng em ạ, để xếp xếp thế này để thôi. Để xếp xếp trên xe á, xếp xếp trên cái ghế sau của xe á. Ít thôi được một tí. Nói ra lại biết ngu liền. Mình đi xe 7 chỗ bạn ạ, nên là cái hàng ghế sau không có ngồi. Chị là vợ anh nhá? Không, vợ anh ở nhà đang làm. À, chị cô này, bạn mình còn cái đó bó luôn cho em nha chị. Đó. Vợ của bạn đến hộ cho. À, vợ của bạn. Tức là mình làm phụ nhau á, ví dụ như vườn nhà chị đó thì mình qua mình phụ. Nhưng bạn bè giúp nhau lúc thuận lợi. Lúc mùa màng. Mùa màng. Đấy. Có cái là năm nay nó cháy rồi, cùng mình muốn bán dần mới được giá. À rồi. Mình nó cũng cháy thì cùng nhau dồn ra thương lái nó mới ép mình. Nên là mình cũng có chiến lược để mình bán nó tốt hơn. Đấy, nó cháy thì mình phải bảo anh em bẻ gấp để nó xong. Đỡ cực rồi nhà mình nuôi. Dạ. Nếu mà nó không cháy thì cứ một ngày hai chuyến mình bán dần ấy thì bọn nó mua nó mới không đủ hàng thì nó mới đắt. À, mình gọi là mình chơi chiến lược là mình ra hàng ra chợ mình đi từ từ thôi, không dồn dập. Dồn dập là người ta sẽ hạ giá mình xuống. À, cũng rất là hay các bạn. Đấy. Nên mình gọi là cuộc chiến cân não đấy các bạn. Các cô đang chuẩn bị ăn cơm mà phải lên buộc vải cho mình này các bạn này. Cảm ơn các cô. Dạ, mắc cỡ đấy các bạn. Đang chuẩn bị ăn cơm nhưng mà mình tới đây mình quay. Tại chiều nay mình đi Nam Định nha các bạn ạ. Nên là cũng tới rất là gấp để nhờ cô chú dẫn lên vườn quay. Tại vì mình cũng ấp ủ cái dự định là ra Lục Ngạn, Bắc Giang là nhiều năm nay rồi. Mà năm nay mới ra được đấy. Thôi ba bẻ ít để làm quà thôi. Còn giờ này cao điểm nắng nắng nóng. Đây là các bạn thấy là anh vã mồ hôi ướt đầu. Bao nhiêu mồ giờ này là không, nó mệt nhọc cũng không ai chịu làm. Không ai chịu làm đâu. Dạ, cực lắm. Làm từ sáng sớm rồi mà 2-3 giờ sáng rồi. Hôm qua bán gần tấn hôm qua. Rồi đến giờ 12 giờ đoàn ở Hà Nội về. Anh người bẻ một tạ hôm qua. Căng thẳng hôm qua nắng. Đấy các bạn thấy, đúng là các bạn nhìn mồ hôi nó đổ ra mà ướt cá đầu như vậy là các bạn biết rồi. Mấy kia anh em về đây coi là chơi mua thì dạ. Cũng nói chung là mua ủng hộ anh, động viên thôi. Nó cũng là gì hết. Nó để làm quà cho anh em đến còn đoàn nữa đúng không anh? Bác Thanh bảo mai ngày kia gì thứ hai ơi có một đoàn đến đây. Đây. Người khác này mình bạn, mua vậy thì còn đẹp đi đoàn sau tới nữa. Bạn Diễm làm chậm quá. Đang luyện 5 năm sau ra làm nó sẽ nhanh hơn. Ở đây là có thuê người hái vải từ vùng khác tới nữa đó anh nhỉ. Em thấy anh Hành có nói. Là mất mùa ấy thì được mới anh em hộ nhau thôi, như mọi năm nhà nào cũng được mùa thì phải thuê người. Phải thuê người nơi khác đến. Còn khu vực Lục Ngạn mình ấy, nhà nào cũng có vải rồi. Thì nhà nào làm việc nhà đấy thôi. À dạ. Còn thì như năm nay nó mất mùa thì anh em còn dỗ nhau thì giúp nhau thì anh em trong làng các thứ dạ. Nhau thôi. Mọi người giúp công giúp sức. Mình nhà kia có việc mình lại qua đây. Đây nãy giờ buộc các bạn này. Ê, đẹp quá. Đấy chùm vải như này nếu mà tính ra giá mình mua tại vườn này các bạn này, nó khoảng 70.000 một chùm cái này các bạn. Các bạn thấy là bao nhiêu công sức mà bán được có 70.000 là giá cao rồi đó. Chứ không phải là được giá như năm ngoái thì quá tốt. Nhiều công sức bỏ vào đây. Dạ. Nãy mình đăng, anh bạn mình đăng lên Facebook các bạn. Thì có nhiều người nhờ mua lắm. Cũng nhiều người, mình nghĩ là khi mà xem clip này thì nhiều người muốn tới vườn đây, muốn mua lắm nhưng mà không mua được.
đó là cái khâu kết nối đó các bạn. Đơn giản như mình quay cái clip này khi mà đăng lên Facebook rồi á, mình chụp hình đăng lên rất nhiều người hỏi mua. Nhưng mà tại sao người dân ở đây vẫn bán không được mà hoặc là bán giá rất là thấp? Thì đó có thể là cái khâu kết nối giữa người dân với người tiêu dùng các bạn ơi. Đây. Đẹp, quá đẹp. Thôi bây giờ chắc mình xuống dưới này xem cô làm. Đăng lên là bỏ đất tội mua tao chở nổi. Chở không nổi, đi xe 7 chỗ các bạn. Chết rồi không được đâu. Về không biết lúc đâu mà hồi lại vốn. Bây giờ đang lúc vui thì nhà mua chứ dân đấy, vườn vải thiều các bạn. Cái này đã hết mùa rồi. Bây giờ mình chờ đưa xuống dưới nữa là mình kết thúc clip các bạn. Nãy giờ mình quay khá là dài. Cái máy quay của mình nó cũng rất là nóng rồi. Các bạn ơi, là nãy là định cầm xe rùa xuống ấy, nhưng mà cũng đông người. Nên là mỗi người cầm hai chùm xuống luôn. Đẹp không bạn Diễm? Đây vào đây mới đẹp này, ngoài nó cháy sáng quá. Đây này. Ồ. Đây. Các bạn thấy chưa? Ba chùm này tính tiền nha, mình nghĩ là chưa tới 200 ngàn đâu. Quá rẻ. Đi. Đây tí cô cầm cái đó xuống sau ha cô. Đây chắc cũng còn là khoảng 2-3 chùm mà. À. Cô. Dạ, con chào cô. Đấy, vải này thu hoạch từ dưới chân đồi lên ngọn đồi các bạn ạ. À cho vào đây luôn hả anh? Nhưng mà có đẩy được không? Nó dốc cái này mà. Được. Chuyên nghiệp anh bán bao nhiêu rồi? Ở đây, đây. Thanh niên này làm rớt một chùm mà. À đây nó đẹp. À. Trời ơi, vải kìa. Nó đẹp mà. Đâu có bị thâm nhiều đâu. Trời ơi. Để cho anh kéo đi. Đẹp ha. Anh ướm chừng cho dùm em thử coi như thế này nó khoảng bao nhiêu tiền đây? 1 triệu không anh? Một xe rùa này. Khoảng tới 1 triệu không anh? Cái này không chắc không được 50 cân bởi vì bó bé quá. Chưa được 50 cân mới là khoảng 1 triệu nha, đúng không? 1,5 triệu. 50 cân là tầm khoảng 1,5-1,7 triệu triệu ấy. Thì đây chắc tầm 3-4 chục rồi. 3,5 triệu thì là 1,7-1,50 triệu. Đó. Thì mình tính cái xe rùa này khoảng 1 triệu các bạn ạ. Trên kia mấy bó nữa nha. Đây này. Đó. Khoảng 1 triệu như này thì mình về mình làm quà cũng rất là ý nghĩa các bạn ạ. Mình hái tại vườn luôn. Thực sự là cũng rất là ước các cô chú anh chị ở nước ngoài đang xem clip này mà được hái một trái này ăn luôn. Quá ngon. Nói chung thì anh cảm ơn em rất ý nghĩa lúc đấy. Cảm ơn đấy. Đấy, bạn Diễm là hái một trái này. Đây, bạn Diễm ăn trái này nữa là không ăn nhưng mà thấy là đã nói như thế này rồi mà không ăn nữa cho cô chú xem thì nó cũng không thiết thực nên là phải ăn trái nữa. Cái chùm này đánh dấu rồi nha, tại vì mình có tặng quà thì mình hái một cái chùm này thôi, mình đánh dấu cái vỏ này đi. Đó, đánh dấu cái vỏ này. Ê, vô bạn Diễm. Vô. Trời ơi, coi cái cùi cơm này. À anh lấy dây anh buộc lại à? Em cũng không hiểu làm sao mà anh đẩy cái xe rùa xuống dốc được, dốc đồi được. Để tí nữa các bạn cùng xem nha. Nhờ bạn Diễm bóc dùm với. Ngon quá ha. Thơm lắm các bạn. Cái này gọi là hương vải thiều ấy nha. Cái mùi hương của trái vải á, nó thơm. À, ngất xỉu luôn. À, mời các bạn nha. Mình ăn trái này nữa là mình cũng kết thúc clip thôi. Này bây giờ mình sẽ đưa lên xe ô tô. Mình thuê cái xe 7 chỗ mình đi mấy ngày ở một số tỉnh phía Bắc các bạn. Thì tất cả cái hành trình của mình đều quay lên clip đưa lên YouTube cả. Thì mong các bạn đón xem và đón nhận. Cái này phải trôi dần nữa. À thả trôi dần đấy hả anh? Cái này không phải ru được đâu, ru được ít lần nha. Trời ơi kìa. Đấy các bạn. Phải ghi nó lại á. Cực lắm. Thì thôi bây giờ mình cùng với tất cả các bạn thưởng thức xong trái vải nữa thì mình cũng kết thúc clip để mình tiếp tục đi về Nam Định nha các bạn. Về Nam Định mình cũng có gặp một nhân vật cũng rất là đáng thương các bạn. Thì đáng thương và đáng ngưỡng mộ nữa. Thì mình sẽ quay mình úp lên kênh YouTube của mình để các bạn cùng theo dõi luôn. Mời các bạn nha. Ngọt lịm các bạn. Nó ngọt, nó thanh, nó mát. Ăn và nó giúp mình hồi sức luôn. Mà cái vỏ, cái cơm vải thiều nó hơi giòn giòn do nó tươi các bạn. Bây giờ thì mình xin phép kết thúc clip này ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay khi mình cùng nhau khám phá cái vườn vải thiều Lục Ngạn. Bây giờ cũng là cái thời điểm mà cuối mùa rồi. Nên là nó cũng không còn đẹp như là đầu mùa đâu. Đầu mùa còn đẹp ngỡ ngàng đó các bạn. Thì có thể năm sau mình sẽ quay lại đây.
Cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian ra theo dõi clip này rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ đi xuống các bạn ạ. Đây.